hello em xin chào các anh đạo nhá và vâng, xin chào toàn thể các bác. À, vâng, đầu buổi tối và cũng như đầu video em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị, các bạn và anh em nhé. À, ngày nay thì em sẽ lại lên video cho các bác một mẫu đẩy đó là con Eric E 4800 nghìn hàng siêu khủng và cũng là mô đen cuối cùng của bác kênh Eric các bác nhé. À, đây là sản phẩm hàng bãi xuất à, xứ thì được À, nguồn gốc và xuất xứ của nó là theo công nghệ của đức và sản xuất tại trung quốc các bác nhá eric sản xuất tại trung quốc các bác đừng mơ là ở đức hay là ở mỹ các bác nhá công nghệ của đức và cũng như là dây chuyền sản xuất của đức nhưng mà họ sản xuất là tại trung quốc các bác nhá Đấy, nói cho nó cụ thể anh em đỡ phải mất lòng mà cũng đỡ phải hỏi là nguồn gốc xuất xứ ở đâu các bác nhá với công suất của nó là 900W một kênh ở hai kênh full và 1450W ở kênh súp một kênh súp này các bác có thể đánh tốt một quả súp kép côn 100 bát 50 và một kênh full mỗi một kênh full này à, hai cái kênh full này các bác có thể đánh tốt một cặp full đôi 40 từ 19 côn 76 thôi các bác nhá à, à, vế bên kênh súp thì nó chạy sử dụng là mạch class H các bác nhá còn phía bên đây thì nó sử dụng mạch AB các bác nhá. Đó. Và cái nguồn của nó rất là khủng và nguồn cấp rất là cao. Ở đây thì em quan sát thấy là tụ lọc nguồn nó đang sử dụng là 100V và 6800 microfarad. À và nguồn cấp ra của nó tới 100V thì các bác nghĩ rằng à công suất của nó có lớn không? Có đạt không? Đấy. Cũng rất ít những con đẩy bãi mà tầm như thế này mà sử dụng tới nguồn tới 90 100V các bác nhá thường thường chỉ 63 đến 80 V thôi. Đó, thì công suất nó phải lớn thì nguồn nó cũng phải lớn các bác nhá. con này thì sử dụng mạch cắm và cái dòng đẩy Eric này thì anh em đã biết đến nó rất là nhiều rồi. Đấy, dòng này thì cắt súp trực tiếp các bác nhá. Với kênh súp và cắt súp trực tiếp được, không cần phải xử lý bằng vang mà các bác có thể là hai kênh full các bác đưa xuống à, nó cũng sẽ đưa kênh thứ ba ra kênh súp cho các bác. Kênh súp thì nó sử dụng ở kênh 1 các bác nhá. Đó. Với model là E8 à 4800 Eric, ba kênh. À, công suất thì đạt với mỗi một kênh full là 850 cho tới 900W nếu mắc có cái này đến 900W các bác nhá. Đấy. Và kênh nếu đúng thông số của nó là 900W một kênh ở kênh full và 1450W một kênh ở kênh sub đó. Các bác có thể thoải mái tẹt ga chơi những cặp loa 40, 30 và những quả sub 50 các bác nhá. Đấy. Ở đây thì uh, em chỉ quay một chiếc thôi để cho các bác uh, cùng tham khảo và uh, sản phẩm thì lúc nào cũng đẹp xuất sắc. Phía bên dưới nó là một con DMX A6000 Pro. Con này thì em bán rất là nhiều phổ thông rồi các bác nhá. Anh em uh, không cần phải uh, hỏi nhiều về con này vì kênh em uh, có rất nhiều video về con này. Đấy. DMX DMX Audio A6000 Pro. Con này thì uh, sản xuất tại Indo các bác nhá, chứ không phải là sản xuất Trung Quốc. Đó. A6000 Pro. À, có rất nhiều các loại các bác nhá. À, thì các bạn cứ tham khảo thôi. Tiền nào thì thịt đấy. À, con này nó có giá dao động mà từ khoảng tầm uh, 7 triệu đồng cho tới 7 triệu rưỡi tùy từng uh, khu vực ship cũng như là tùy từng uh, khách hàng mua bác nhá. À, bao ship hay không bao ship nó dao động mà từ khoảng độ 7 triệu cho tới 7 triệu rưỡi. Hiện tại đấy, với model 4800 các bác có thể tham khảo uh, cách đây khoảng 1 năm, 2 năm một vài tháng thì có những uh, con nó rẻ hơn Đấy. Nhưng hiện tại ngày hôm nay thì các bác sẽ thấy rằng là uh, Nếu như các bác có uh, hỏi ở đâu thì anh em cũng uh, Phải bán chắc cũng tới cái giá này thôi Đấy. Tầm dao uh, động ở trên dưới 7 triệu đồng gì đó uh, Bởi vì là hiện tại bây giờ Thì uh, giá nhập vào nó cũng phải cao thì bán ra nó cũng vậy thôi các bác ạ Chứ không ai tự nhiên đang bán rẻ mà bán đắt được Đấy. Giá thì nó có trên uh, Youtube nó có rất là nhiều uh, cơ sở cũng như là anh em bán ở đây em quay thực tế cho các bác thấy rất là chi tiết mạch máy thì còn sạch sáng long lanh các bác nhá các bác có thích vệ sinh gì thêm sạch nữa thì sạch thôi còn đâu là máy nguyên bản như thế này thì cũng cũng không có cái gì để mà phải bàn bàn tính nữa các bác nhé cực đẹp và sạch đẹp Rồi. mới rót giọt, giọt. Đấy. anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em qua kênh hùng dsl Chí linh hải dương Đấy. ngoài những cái sản phẩm đắt tiền những sản phẩm mà cao cấp cho những bác có điều kiện hơn Đấy, Những người khác nhà chơi Thì em cũng có tìm thêm về những cái sản phẩm mà nó bình dân như thế này Để chia sẻ cùng với anh em Với những con đẩy mà nó có trị giá khoảng tầm cỡ 7-8 triệu đồng Thì các bác chơi hoàn toàn yên tâm Rất nhiều anh em mà chúng ta mua Thì tất nhiên là cũng có những chỗ anh em là bán cái giá thanh lý cho các bác à, tất nhiên là thanh lý thì đương nhiên là <laughs> một là hàng nó cũng rất là tốt ví dụ anh em tồn kho thì anh em thanh lý cho các bác Đấy, giá nó cũng rất là hợp lý à, còn ngược lại thì với kênh của em thì không bao giờ có bán đồ thanh lý nào cả à, bởi vì là à, trước khi nhập thì chúng em cũng phải nghiên cứu và xem xét những cái nào mà chúng ta sử dụng bền bỉ lâu dài và chất lượng thì à, anh em xem đến thì anh em sẽ biết đến và cũng không bao giờ phải nghĩ đến chuyện là nó phải tồn kho lâu Đấy, cho nên là cũng không bao giờ là em thanh lý đồ cả Đấy. À, Nếu có thì chỉ có là à, khách hàng đổi hoặc nâng cấp thì em sẽ mua lại những sản phẩm của khách hàng à, thì cũng bán lại cho các bác nhưng đó cũng không phải là đồ thanh lý bởi vì là các bác khách hàng người ta có nhu cầu cao hơn người ta sử dụng những sản phẩm tốt hơn thì à, mua lại những cái sản phẩm cũ cho người ta và bán lại cho anh em với cái giá rất là hợp lý Đấy. đây là thông tin à, cửa hàng của em khu dân cư đại phường An Lạc thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương và số điện thoại 0936019001. À tránh trường hợp các bác à, mua hàng là bị mạo danh không à, các bác nhá. Các bác xem xét cho kỹ. Đấy, tấm biển của em luôn luôn ở trên kênh của em có những logo và tấm biển như này. Còn sản phẩm em gửi đi thì nó sẽ có tem bảo hành nó dán ở đấy và thông tin số điện thoại của em ở đó. À, nếu các bác à, kiểm tra mà cái sản phẩm gửi đến cho các bác đúng với địa chỉ này thì là đúng hàng, hàng các bác đã mua của em. Có nhiều bác à, cũng bị nhiều vố rồi của nhiều kênh khác nhau rồi đấy, em cũng chia sẻ các bác ở đây trước mắt các bác là những con lọc uh, cao cấp như dòng Kalastic và dòng XTA những dòng này là dòng chuyên nghiệp đẳng cấp rồi nó là dòng số của thế giới rồi đấy rất chuyên nghiệp và là một cái dòng lọc rất là sang và cũng như là cái chất âm của nó thì tuyệt vời được đánh giá và tầm top rồi Đó. còn những dòng đẩy như này thì phổ thông em bán cho các bác những các bác mà chưa có điều kiện chơi những dòng đẩy cao cấp thì em chia sẻ những cái dòng đẩy này để các bác cùng tham khảo cũng như là mua sắm về chơi cho gia đình nhà mình chuẩn bị cho một mùa xuân mới xua đi những cái một cái năm mà như năm vừa qua chúng ta thấy là dịch bệnh nó rất là nhiều và cũng như là nó ảnh hưởng đến kinh tế rất là nhiều thì cũng phải có những cái sản phẩm em tìm về chất lượng nhưng mà nó cũng giá cũng bình dân để cho các bác chơi À, trước tiên là em xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã ủng hộ kênh của em và tin tưởng cũng như là dành thời gian xem cũng như là theo dõi kênh của em rất là nhiều trong thời gian qua à, cảm ơn các bác rất là nhiều có những bác là chưa có điều kiện mua nhưng cũng gọi điện đến hỏi thăm cũng như là các bác uh, chia sẻ đó. rồi các bác uh, tư vấn rồi, uh, mọi thứ thì các bác cũng gọi đến tâm sự đó. À, cho em cũng cảm ơn các bác rất là nhiều những sản phẩm như này bán tới tay các bác thì luôn luôn được bảo hành 6 tháng đâu bác nhá. Riêng kênh em đã bán kể cả hàng bãi này. Những hàng như này em sẽ bảo hành kỹ thuật cho các bác trong vòng 6 tháng. Đấy. còn không nói hay nói ho gì cả. Đấy, thực tế nó là như thế này. Các bác nhìn bằng hình ảnh thực tế. Đó. À, trước nào em gửi đi thì em sẽ test cho các bác. Đó. Và à, các bác xem cho kỹ, không cần phải là em phải gửi ảnh lại nữa. Bởi vì video mỗi một lần em quay em quay rất là chi tiết cặn kẽ đó nhá đó à, bây giờ thì em sẽ quay lại đằng sau để cho các bác cùng xem tham khảo cái phía đằng sau đường kết nối cũng như là ra loa đúng không nhé à, em cũng rất có ít thời gian để mà làm video các bác, các bác không cảm bởi vì cũng rất là nhiều việc chưa có điều kiện để thuê anh em công nhân Đó, mày làm cả ở đây là phía đằng sau các bác nhé thì nó sử dụng cái rắc vặn vào như này đây là truyền thống của 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 Eric rồi đó nó sẽ vặn rắc như này với ba kênh ở bên này là kênh súp ở bên này là kênh phun thì các bác quan sát là nó có rắc can lông và rắc lai ra chiếc khác Đấy, bên này cũng thế ba kênh như nhau à, ở đây thì nó có cái nút để cho các bác có thể dùng uh, sử dụng được súp điện đó ngoài súp điện ra thì có thể dùng súp hơi súp hơi thì đây là cái cắt giải tần các bác nhá Đấy, tần số cao tần số thấp ở đây còn cái công tắc phía bên này là công tắc để chuyển đổi cho các bác uh, khi mà sử dụng ba kênh độc lập thì các bác gạt sang một bên bên on này thì nó sẽ sử dụng ba kênh độc lập các bác có thể đánh riêng súp cắt từ trên vang xuống đây còn khi các bác đã gạt sang bên ọp này thì nó sẽ cộng ba kênh vào khi các bác đưa hai tín hiệu vào nó sẽ ra được ba kênh và kênh này nó cắt trực tiếp xuống súp luôn và đây là cái phe của súp này đây, phe của súp có nghĩa là cái mà cắt tần số cosver này đó, các bác nhá. Đấy, để các bác cắt súp đẩy thì rất là đẹp các bác nhá các bác đừng so sánh rằng à, sao ở đây nó 3 triệu, sao ở đây nó 5 triệu, sao ở đây nó 7 triệu, sao ở đây nó 9 triệu. Có những con này bây giờ hiện tại là nó cũng mười mấy triệu các bác nhá. Đấy, nhưng không phải là anh em ta là tiền nào của đấy thôi. Các bác, nếu như em xác định các bác là nếu tầm những cái con 5 6 triệu hoặc là 4 5 triệu thì à, một điều chắc chắn rằng là các bác à, về chất lượng thì em không nói đến chất lượng thì nó cứ còn zin là ok rồi thế còn là về hình thức về độ mới độ đẹp độ sạch sẽ thì à, em cũng à, chia sẻ các bác rằng là chắc chắc chắn là nó không thể bằng này được các bạn đấy em có còn những cái con em bán 4 5 triệu 3 4 triệu cũng có nhưng mà đảm bảo với các bác là không bao giờ nó được như này đó thứ nhất là độ zin thứ hai nữa là về độ đẹp đương nhiên là sạch đẹp à, mà còn sạch còn đẹp thì cái thẩm mỹ nó sẽ cao thứ hai nữa là cái chất lượng tuổi thọ nó sẽ bền hơn các bác nhé các bác có thể là bỏ ra tiết kiệm được một hai triệu các bác mua một con nó À, cũ hơn một chút nó giúp giúp một chút thì các bác à, nếu à, ăn may à, em nói thật là đồ điện tử nếu như ăn may thì các bác dùng ok không vấn đề gì trong vòng năm bảy năm vài năm ok nhưng mà ví dụ như con cũ quá mà không may mà nó mạch mông nó kém đi rồi thì các bác sử dụng nó suy hao đi nhiều thứ nhất là cái độ nhiễu nó cũng sẽ có và thứ hai nữa là cái độ bền nó không thể bền được hơn những cái con mà sạch đẹp như này được các bác nhé vâng Video ngắn em chia sẻ vậy các bác thôi. Xin chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. À, mong muốn rằng sẽ cung cấp được cho các bác những thiết bị tốt nhất và chất lượng nhất và cũng như là được các bác quý mến nhất. Em xin chào tạm biệt các bác và một lần nữa em xin uh, chia sẻ với các bác tấm biển của em ở trên màn hình đây các bác chụp và lưu lại địa chỉ cũng như số, thông tin số điện thoại khi các bác uh, mua hàng tránh nhầm lẫn các bác nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác. Chào tạm biệt các bác lần nữa.